Phạm Quỳnh Anh, Ân Hoàng Phúc rất hạnh phúc có vợ đẹp, còn tôi, Thủy và Hữu đều trải qua biến cố. Quen Quang Huy trước khi vào Sài Gòn qua sự giới thiệu của Ân Hoàng Phúc. Trước đây, chị đã từng hoạt động trong nhóm Sắc Màu tại Hà Nội, nhưng sau đó lại quyết định nam tiến. Lý do nào khiến chị không còn muốn hoạt động tại Hà Nội? Hồi đấy tôi mới 19 tuổi, nhóm Sắc Màu vẫn đang hoạt động rất tốt. Nhưng đến một thời điểm các thành viên khác trong nhóm có những quyết định riêng như là đi du học và hướng đi khác. Riêng bản thân tôi vẫn đam mê nghề nghiệp, thị trường Sài Gòn khi ấy lại rất sôi động với nhiều nhóm nhạc chương trình hấp dẫn. Tôi ở ngoài Hà Nội xem những chương trình đó vô cùng thích. Khi nhận được lời mời từ anh Quang Huy, tôi đã xin gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tức là chị đã quen anh Quang Huy từ khi còn ở Hà Nội. Tôi quen anh Quang Huy trước khi vào Sài Gòn qua sự giới thiệu của ông Hoàng Phúc. Thực ra tôi biết anh Hoàng Phúc trước. Trong một lần anh Phúc ra Hà Nội diễn ở Giảng Võ, tôi đến thăm anh. Anh Phúc lúc đó giới thiệu tôi với anh Huy. Anh Huy nghe xong liền ngỏ lời mời tôi vào Nam lập nghiệp. Được anh Huy mời, tôi phải xin gia đình mất chục ngày mới được đồng ý. Trước giờ tôi được chiều quen rồi, ở nhà không phải làm gì hết. Mọi người lo lắng rằng tôi vào Sài Gòn không ai chăm, đến giờ cũng được 16 năm. Thời điểm mới vào Sài Gòn chỉ có gặp nhiều khó khăn. Chắc chắn tôi gặp khá nhiều khó khăn khi bước vào Sài Gòn. Ai xa gia đình cũng có lúc buồn, nhưng bản thân mình một khi đã đi là phải xác định tâm lý. Nguyên rồ khắc nghiệt chứ không bóc lột nghệ sĩ. Chị đã từng trải qua những vị trí nào khi mới vào Sài Gòn? Thời gian đầu vào Sài Gòn, tôi đã tham gia WeRo. Mô hình đào tạo của WeRo khác hẳn những công ty khác. Công ty đào tạo nghệ sĩ hoàn toàn, nghệ sĩ không phải bỏ bất cứ chi phí nào. Trong một năm đầu tôi chưa đi diễn được thì công ty nuôi tôi hoàn toàn. Đó là mô hình rất hay với nghệ sĩ. Khi gia đình không phải bỏ tiền, trong một năm đầu tôi được học rất nhiều từ phía sau một nghệ sĩ để có thêm kinh nghiệm. Đến khi có HAT, tôi bắt đầu nổi tiếng và rất đắt show quảng cáo. Có tin đồn rằng WeRo là một nơi khắc nghiệt và bóc lột nghệ sĩ. Liệu điều này có đúng? Nếu khắc nghiệt thì có khả năng đúng, chứ bóc lột thì không. Đây là điều tôi chắc chắn, vì đã ở trong đó mười mấy năm, thậm chí tôi còn thấy WeRo rất biết nghĩ cho nghệ sĩ. Từ việc đi lại tới chăm sóc giấc ngủ, ăn ở ra sao rất chuyên nghiệp. Không chỉ với nghệ sĩ của công ty, với nghệ sĩ bên ngoài cũng được đối xử rất tốt. Mỗi khi có chương trình do WeRo tổ chức, từ nước uống tới trái cây, tin đồn chỉ là một phần của sự thật. Mong ước tái hợp HAT trong thời gian tới. HAT có dự định sẽ tái hợp trong thời gian gần đây. Đó là mong ước của tôi và tôi sẽ là người đứng ra làm điều đó. Với tôi, đấy là điều rất hệ trọng vì nếu tôi không làm, sẽ không ai làm. Bởi vậy, tôi mong muốn sẽ tái hợp được HAT trong thời gian sớm nhất. Kỷ niệm thì nhiều lắm, chủ yếu là lúc mọi người đi diễn cùng nhau. Bây giờ gặp lại, mọi người đều đã có nhiều thăng trầm phải trải qua, nên cũng nhớ nhớ những năm tháng trẻ con trước đây, nhưng chủ yếu là vỗ về nhau. Người hạnh phúc nhất bây giờ là anh Ân Hoàng Phúc, có vợ đẹp, chu đáo, biết chăm lo mọi thứ cho gia đình. Còn tôi, Thủy và Hữu đều trải qua biến cố hôn nhân, nhưng cũng bước qua hết rồi, đâu lại vào đó. Mọi chuyện không có gì cả, quan trọng là cách mình bước qua biến cố như thế nào. Cách tôi chọn để đối mặt với vấn đề là nhẹ nhàng, không có gì khiến tôi bị tổn thương nhiều tới mức không làm ăn gì được. Tiếng luật, tôi và Trang giận nhau, Trấn Thành đến hòa giải lúc 3 giờ sáng. Nam diễn viên hài tiết lộ anh và Thu Trang thường xuyên bị mâu thuẫn, giận hờn. Một lần xảy ra chiến tranh lạnh, anh phải nhờ đến quân sư Trấn Thành giảng hòa. Vào nghề sớm, nhưng Tiếng luật phải mất gần 13 năm phấn đấu mới được khán giả biết tới. Với lối diễn hài duyên dáng bỏ nhỏ, không ồn ào, anh dần khẳng định được tài năng thoát khỏi danh xưng chồng Thu Trang. Anh thú nhận không buồn chạnh lòng khi bị nhận xét nhờ vợ hay kém vợ. Anh tự tin vì khả năng thế nào đã được đồng nghiệp giới chuyên môn nhìn nhận. Thu Trang bị ám ảnh phá sản, tiêu xài tiết kiệm. Sau khi sản xuất nhiều web drama, anh chị sản xuất phim điện ảnh Chị 13, phần kết tập Thăm Mùi. Thu Trang thổ lộ tham vọng trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp. Anh áp lực thế nào khi sống bên người vợ nhiều tham vọng trong nghề. Tôi phải đẩy tham vọng của mình lớn hơn và tất nhiên tôi cũng phải kiểm soát khi thấy tham vọng đó vượt quá khả năng của mình. Tham vọng trong nghề nghiệp cuộc sống thì ai cũng có, nhưng phải biết phù hợp với sức của mình. Thu Trang cũng là người sống thực tế, biết làm việc, lượng sức mình, tôi mới là người mơ mộng và bay bổng. Tôi ước mơ rất nhiều, khi còn khó khăn, đi một chiếc xe cà tàng. Tôi đã tự động viên mình cứ cố gắng làm việc, một ngày nào đó sẽ đi xe hơi. Vài năm sau, mơ ước đó trở thành sự thật. Cách đây 2 năm, Thu Trang đã chia sẻ ước mơ trở thành nhà sản xuất phim và đến năm 2017, cô ấy đã làm được. Chinh phục được ước mơ như có khán giả yêu thích, kinh tế đủ đầy đã đem đến cho anh sự tự tin, cảm giác chiến thắng. Mỗi khi làm được gì đó ngoài mong đợi, tôi không tin đó là sự thật.
Cách đây 3 năm, tôi nhớ khi đang nằm ở nhà thì Trang dục đi công việc. Khi đến nơi, tôi mới biết cô ấy mua xe hơi. Tôi bất ngờ còn hỏi tiền đâu mà mua xe vậy. Thu Trang nói, có xe thì anh cứ chạy, mấy người nghèo chứ tôi giàu lắm. Cảm giác của tôi lúc ấy là lâng lâng, không tin mình đã có xe. Thực sự tôi không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, vì cách xe tôi được bao nhiêu thì vợ giữ. Hàng tháng phải giữ tiền cho gia đình hai bên bao nhiêu thì Trang tự tính, tự gửi. Có khi Trang hỏi tôi việc xây nhà cho ba mẹ ở quê, tôi bảo em có tiền thì cứ xây. Thực sự tôi chỉ biết đi làm nghề. Lúc nào hết tiền thì vợ đưa cho, bình thường tôi cũng không tiêu tiền nhiều. Gia đình Trang từng bị phá sản, cuộc sống như thiên đường rồi rơi xuống địa ngục. Vì vậy Trang lúc nào cũng sống trong tâm thế sợ nghèo, sợ hết tiền. Khi lấy nhau, Trang nói em rất sợ bị phá sản nên anh phải tiết kiệm và em phải nắm tài chính. Bây giờ cuộc sống ổn định, thu nhập tốt hơn. Nhưng Trang không bao giờ dám mua đồ hiệu. Dịp đi nước ngoài lưu diễn, Trang thích một chiếc túi xách khoảng 70 triệu đồng. Anh Hoài Linh cũng khuyên mua, nhưng cô ấy cầm lên rồi đặt xuống. Tôi khuyến khích, đời có bao lâu mà hững hờ, em mua luôn đi, cô ấy vẫn nói không. Trang nói 70 triệu đồng về Việt Nam làm được nhiều việc nên quyết định không mua. Sau này tôi lồng tiếng phim hoạt hình, nhận cách xê gần 30 triệu đồng và mua tặng vợ chiếc bóp hơn 1.000 đô. Tôi mang về đưa vợ, tưởng cô ấy vui lắm nhưng không ngờ lại quát. Tiền đâu mà anh mua, sao lại mua món đắt tiền thế này? Đó là món đồ hiệu đầu tiên và duy nhất của cô ấy. Bản thân tôi đôi khi cũng rất muốn mua đồ hiệu nhưng vợ lại không cho xài. Với cô ấy, thà mua đắt thì vay nợ cũng dám mua. Cô ấy cho rằng mua đồ hiệu là tiêu sản, là tài sản mất đi nên không dại đổ tiền vào đó. Một người phóng khoáng như anh thích đồng hồ xe hơi nhưng lại bị vợ kìm hãm, anh có khó chịu? Thời gian đầu tôi muốn mua nhưng vợ không cho thì bực bội. Cô ấy ngồi ở nhà nhưng tôi không nhìn mặt nữa. Có lần tôi đòi mua đồng hồ vì cảm thấy thua thiệt mọi người khi đi sự kiện, phải rút điện thoại để xem giờ. Cuối cùng cô ấy chấp nhận và mua cho tôi đồng hồ 2.500 đô. Vậy mà tôi đeo đúng một tuần và sau đó bỏ đâu không nhớ. Hai tháng sau, tôi không nhớ đến đồng hồ ấy. Đến khi vợ hỏi tôi mới lò dò đi tìm. Tôi thấy mình không khác đứa trẻ, đòi cho bằng được nhưng lại chóng chán. Sau này tôi còn đòi mua mô tô chạy cho ngầu, biết tính tôi cả thèm chóng chán. Nên Trang bảo, chạy thử rồi mua. Quả thật, tôi chạy thử một ngày đã chán ngay vì lái xe mô tô quá mỏi tay. Nếu không có vợ kìm cương, tôi tiêu xài rất hoang phí. Trong phim điện ảnh mới ra mắt, Thu Trang đóng vai chính, anh phụ. Về sự nghiệp, anh luôn bị nhận định nổi tiếng nhờ vợ. Cảm xúc của anh thế nào mỗi khi đọc nghe những nhận xét đó? Tôi không ngại, cũng không có cảm xúc tiêu cực nào nếu ai đó nhận xét về mình như thế. Trong phim Chị 13, phần cuối thập tâm muội, tôi biết được nhân vật của Trang cần phải thế nào. Lúc đầu đọc kịch bản, tôi chưa thấy điểm nhấn nên đã sửa lại để vai của vợ ấn tượng hơn. Tôi định không đóng vai nào, muốn đứng ở ngoài để phụ việc sản xuất phim. Nhưng mọi người lại thuyết phục cho rằng vai đường băng, không ai đóng thay tôi được. Ai nói tôi nổi tiếng nhờ vợ cũng là không hiểu gì về tôi. Lúc Trang rần rần, tôi là người đứng sau hỗ trợ, chở vợ đi diễn. Chưa bao giờ tôi vào đoàn phim giới thiệu bản thân, tìm cơ hội làm quen. Ngược lại, Trang muốn tôi vào gặp ekip, mắng tôi sống sĩ diện quá. Tôi quan điểm không nhờ vợ để gây dựng mối quan hệ. Sau này hai đứa không còn ở với nhau thì trong ký ức của vợ, mình có thể không quá dỗ nhưng bản lĩnh, không luồn cuối ai và chưa bao giờ vũ phu. Thu Trang ghen khi tôi quan tâm fan. Khi anh và Thu Trang thành công, việc giữ hạnh phúc gia đình khó khăn áp lực ra sao? Tôi và Trang gây gỗ nhau suốt. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực và luôn có ý thức vun đắp, sẵn sàng từ bỏ cái tôi vì gia đình. Lúc mới quen, tôi không bao giờ nhún nhường Trang đâu. Nếu cãi nhau, tôi sẽ làm lớn chuyện bảo vệ cái tôi của mình trước, sau đó mới xin lỗi cô ấy. Bây giờ tôi nhường vợ hết. Từ khi có con, chúng tôi không bao giờ gây lộn trước mặt con. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chia tay hàng nghìn lần. Gần đám cưới, đặt tiệc rồi mà Trang còn tính hủy. Thậm chí tôi còn gọi điện thoại tới nhà hàng định hủy đặt bàn. Khi biết nếu hủy tiệc sẽ bị mất 40% tiền cọc nên Thu Trang chấp nhận làm hòa, không đòi chia tay nữa. Sau gần 10 năm chung sống, giữa chúng tôi không có mâu thuẫn lớn, chỉ là những xung đột nhỏ do suy nghĩ của cả hai khác biệt. Ví dụ đi siêu thị, tôi quên không xách giỏ giúp vợ cũng khiến cô ấy giận dỗi. Tôi nói với Trang, anh là người hời hợt với chính bản thân gia đình, nếu đòi hỏi anh phải chỉnh chu với em thì không ổn. Nếu giận nhau, chúng tôi sẽ giải quyết trong vài giờ hoặc một ngày. Tôi có lời nguyện, từ nhỏ đã ham chơi, phá làng phá xóm khiến mẹ khóc quá nhiều. Vì vậy khi kết hôn không muốn vợ và mẹ buồn khóc vì mình nữa. Tôi luôn nói với Trang, em làm gì cũng được miễn là lễ phép với ba mẹ anh. Chỉ cần ba mẹ vui thì em muốn bất cứ thứ gì anh cũng chấp nhận. Sự nhiệt tình và quan tâm của anh với bạn bè, fan có từng khiến Thu Trang phải ghen tuông, gia đình dậy sóng. Đó là chuyện không tránh khỏi, tôi có nhiều fan nữ và tính tôi cởi mở, tôn trọng mọi người. Để có ngày hôm nay, tôi đã trải qua nhiều năm khó khăn.
Vì thế tôi cảm ơn tình cảm khán giả dành cho mình. Khi khán giả quan tâm hỏi han, tôi nhất định sẽ trả lời chu đáo. Ví dụ họ nhắn nhớ tôi cũng nhắn nhớ họ. Họ chúc tôi ngủ ngon, tôi cũng chúc lại. Trang đọc được những tin nhắn đó thì không vui. Có lần tôi cáu cho rằng đó là chuyện riêng tư, cô ấy không có quyền mở điện thoại của tôi. Trang đã phản ứng rất dữ, cô ấy không nói chuyện, không ngủ chung với tôi. Tôi biết tính Trang, nếu căng thẳng sẽ đi ra khỏi nhà. Nếu tôi để chuyện này xảy ra thì gia đình tôi sẽ nổi sóng gió. Mẹ tôi sẽ đau khổ khóc lóc vì tôi. Hình ảnh tôi trong các em mình sẽ thê thảm. Tôi quyết định ra khỏi nhà lúc 11 giờ đêm để thoát khỏi cuộc chiến tranh lạnh với vợ. Đến 3 giờ sáng tôi chờ mãi vẫn không có cuộc gọi tin nhắn của vợ. Tôi không biết đi đâu khi trong túi không có tiền. Để có tiền thuê khách sạn, tôi phải vay những đứa em chỉnh nhạc. Nằm ở khách sạn tôi không ngủ được. Tôi sợ sáng mai về chắc chắn nhà sẽ có chuyện lớn. Tôi vội vã gọi điện cho Trấn Thành. Trấn Thành yêu cầu tôi cam kết nói sự thật vì không chấp nhận bên bậy. Cậu ấy mắng tôi sai lầm khi nhắn tin quá tình cảm với fan. Nghe chuyện của tôi xong, Trấn Thành đã lái xe từ quận 7 sang quận Tân Phú, gọi điện cho Trang ra ngoài nói chuyện từ khuya đến 9 giờ sáng. Nhờ cuộc nói chuyện của Trấn Thành, tôi trở về nhà yên ổn và Trang không còn giận tôi nữa. Từ đó, tôi hạn chế nhắn tin với fan. Nếu có giao lưu với fan, tôi trực tiếp comment chứ không inbox. Hiện tại, vợ chồng anh và Trấn Thành ít gặp nhau. Trong ngày ra mắt phim vừa qua, Trấn Thành không có mặt chúc mừng anh chị. Vậy mối quan hệ của anh chị và Trấn Thành không còn tốt như xưa. Bây giờ chúng tôi ít gặp nhau vì ai cũng bận rộn với những dự án riêng. Dù vậy, bất cứ lúc nào Thành cần, tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Thời gian qua, dù xin có thể bị bạn miệng, bị nhiều chuyện ồn ào, nhưng với chúng tôi, cậu ấy là người sống vô cùng tình cảm, tốt bụng. Khi xin có chuyện buồn, chúng tôi nấu đồ ăn, rủ xin qua nhà ăn nhậu và trò chuyện. Nghệ sĩ hai chúng tôi sống tình cảm vì đa số của quá khứ khó khăn. Những người sống cùng thời điểm đó mới quý nhau thật sự, lúc đó đâu ai lợi dụng ai. Lúc tôi biết Xin và Trường Giang, cả hai đều khổ hơn chữ khổ. Bây giờ mỗi người có chỗ đứng riêng, ít gặp nhau hơn xưa, nhưng vẫn dành cho nhau vị trí quan trọng trong lòng. Khi có chuyện vui buồn, chúng tôi đều gọi điện chia sẻ cùng nhau.